Tập 1. Nhược Khê, Văn Vũ, sao chàng lại đến đây? Nhược Khê, ta đến đưa nàng đi. Đi cùng ta đi. Đôi ta đã tự ước hẹn chuyện cả đời, sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng lấy người khác? Nhược Khê, Nhược Khê. Lại là giấc mơ này. Ai vậy? Đại ca, nghi lễ ký kết tối nay có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Sao sớm thế? Giờ còn sớm ư? Đã mấy giờ rồi? Không phải em nói anh đâu. Đứng lại, anh nói xem anh. Áo khoác có vi khuẩn. Với cái tính này của anh, em thật sự không biết sau này cô gái nào có thể chịu nổi anh nữa. Được rồi, vậy em và Mộc Vũ đợi anh ở phòng khách bên ngoài. Cảm ơn anh đã sử dụng lái thai BB. Alo, Tuệ Tâm, Vũ Huyên, tớ bỏ thừa một giỏ quà ở chỗ khách hàng trước đó rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Còn chưa đến nửa tiếng nữa là buổi lễ bên này bắt đầu rồi. Chỉ thiếu giỏ quà này thôi. Cậu đợi tớ một lát, bây giờ tớ đi lấy cho cậu ngay. Liệu có không kịp không? Giờ này chắc chắn sẽ kẹt xe. Yên tâm, chắc chắn tớ sẽ mang đến cho cậu trong vòng 20 phút. Tạm biệt. Cô gái này được đấy, tốt hơn người lần trước. Anh nói này ngồi sao lớn, em không biết đến quyền riêng tư hay sao mà lại xem trộm điện thoại của người khác? Khiển trách em à? Dạo này em quen một cô gái, dáng vẻ tính cách đều đúng gu của anh. Số điện thoại là bao nhiêu? Kết bạn WeChat đi. Cố Mộc Dũng, đây là anh chủ động hỏi em đấy. Anh khuyên em tốt nhất hãy cân nhắc cho kỹ, đừng có mà không biết điều. Được lắm, em cẩn thận. Anh, bây giờ anh sẽ quỳ xuống cầu xin em. Mau lên, mau lên, đưa cho anh, mau lên. Nghĩ gì vậy? Cho anh xem nào. Ai bảo em nói với anh? Đưa WeChat cho anh. Mau lên. Không đưa đấy. Đại ca, xuống rồi à? Anh, xem lại đến đây. Không có hoạt động gì à? Đẹp không? Hơn nữa, có hoạt động gì quan trọng hơn trai chứ? Cho anh này. Đúng rồi, gây đa mới tu sửa xong. Để tránh ảnh hưởng đến lông thể của anh, mời anh giờ bước ra ngoài cung trước. Hay bọn em lái xe ra đón anh. Tớ đã liên lạc với anh chủ nhảy rồi. Anh ấy sẽ cầm giỏ qua đợi cậu ở cửa khu dân cư. Đúng rồi, anh ấy mặc áo đen. Tí nữa cậu lấy giỏ qua rồi đi luôn. Mau đưa đến cho tớ. Cảm ơn đã chiếu cố. Lần sau anh đến sẽ khuyến mãi cho anh. Tạm biệt. Đứng lại cho tôi. Khách hàng này, anh làm gì vậy? Tôi tên Cố Ngạn Thành, không phải tên là khách hàng. Cô hãy trả qua lại cho tôi. Cô gái này làm sao vậy hả? Sao lại cướp đồ của người khác thế hả? Sao tôi lại cướp đồ của anh? Mau dừng xe. Tôi cảnh cáo anh đừng làm bừa. Cô mau thả tôi xuống. Dừng xe. Anh ngồi yên. Ngồi yên. Dừng lại. Ngồi yên. Nào 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 nào, nhìn vào đây, nhìn vào đây.
Cười lên nào, cười lên nào. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Thưa anh, xin lỗi, tôi nhầm rồi. Hay tôi đền anh một giỏ y hệt nhé. Hai giỏ cũng được. Anh không nói gì có phải vẫn đang trách tôi không? Xin lỗi, xin lỗi. Cô tránh xa tôi một chút. Vậy anh ơi, qua của anh. Tôi không gom rác. Rác ư? Anh không lấy thì tôi lấy. Bà Bạch Bân đến đón tôi. Tuệ Tâm, cậu nói xem có phải tớ rất có lỗi với người ấy không? Xin cậu hãy tự giác nói phải. Bất cứ chuyện gì trông có vẻ như tình cờ xảy ra đều là vận mệnh. Có lẽ số phận đã sớm sắp đặt cậu là người mà anh ta phải gặp. Bó cho cậu nhé. Xem là kiếp nạn hay duyên phận đây. Vậy lần này cậu lại định đòi tớ bao nhiêu tiền đây? Không nói tiền, nói tệ. Duyên gì cơ? 500 tệ. Tất cả dự án điêu khắc trong thành cổ Bàn Long lần này sẽ do Cố Thị phụ trách. Đồng thời tôi tuyên bố tặng Nhã Tụ tác phẩm điêu khắc bằng ngọc do tôi đích thân điêu khắc cho thành cổ Bàn Long. Hợp tác vui vẻ, sếp Cố. Hợp tác vui vẻ. Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là con gái tôi, Phong Vũ. Xin lỗi, sếp Phong. Tôi tìm sếp Cố có chút công việc. Có thể vắng mặt một lát không? Xin phép. Cảm ơn sếp Lâm. Tôi đến là muốn hỏi sếp Cố. Cô Lâm, việc kinh doanh của thời soạn các cô khá lắm. Chưa đến một năm mà hầu hết những người tài trong ngành thương mại đều được các cô phỏng vấn hết rồi. Đúng vậy. Vậy nên hôm nay tôi muốn đích thân đến hẹn phỏng vấn riêng sếp Cố. Không biết sếp Cố có thể nể mặt hay không. Cảm ơn ý tốt của sếp Lâm. Nhưng cô biết đấy, tôi chưa bao giờ nhận phỏng vấn. Xin phép. Cô Lâm, xin lỗi, xin lỗi. Về nhà tôi sẽ khuyên anh ấy. Số tiền lớn vào tài khoản. Hôm nay kiếm số tiền này trừ một chút trắc trở thì còn lại đều thuận lợi. Nếu bây giờ có thêm một chàng trai là một cuộc gặp gỡ lãng mạn nữa thì sẽ có cả tiền lẫn sắc. Là anh, là cô. Vũ Huyên, không sao, cậu mau dậy, dậy đi. Anh cầm tin mấy ủi à? Có phải anh báo thù tôi về chuyện xảy ra trên đường khi nãy không? Chuyện khi nãy ư? Đây chính là vị thí chủ ấy. Anh ta à? Anh Bân, lấy xe đi bệnh viện. Được. Sếp Cố, anh có sao không?
Không sao, vi khuẩn ở vết thương sẽ nhân lên với tốc độ 20 lần mỗi giây. Bây giờ đã hơn 1 phút rồi. Mau gọi người đến băng bó, tôi sẽ sắp xếp ngay. Có cần làm nốt vậy không? Chuyện bé xé ra to, đau không? Đã thế kỷ 21 rồi mà còn có công chúa hạt đầu sống à? Cùng lắm thì tôi đền tiền thuốc men cho anh. Đúng vậy, đền nữa. Cô có biết nếu nấy muốn truy cứu, cô phải đền bao nhiêu tiền cho bàn tay này không? Có thể đền bao nhiêu chứ? Ơ kìa, chuyện bé tí mà cũng không đứng vững được ư? Dựa theo mức lương hiện tại của tớ, tớ phải bắt đầu làm từ thời chiến quốc mới trả nổi. Dễ kiếm tiền, gặp gỡ lãng mạn đã nói đâu. Không nên là kịch bản kiểu này chứ. Đi thôi. Nhiều thế à? Vậy có phải chúng ta phải bán cửa hàng qua không? Cái gì? Cuộc gặp gỡ lãng mạn lần này là thất bại rồi ư? Cái gì? Họ bảo số tiền này dễ kiếm quá, phải không? Vậy cháu nói với họ, có thành công hay không đều trả tiền, hơn nữa tăng gấp đôi. Vậy ông phải làm sao đây? Bao giờ có thể bế chắc đây? Lẽ nào thật sự phải phẫu thuật thẩm mỹ thành giống tiên nữ trong tranh tiên nữ bay lên trời ư? Tôi không cần cô đền tiền, nhưng tôi khuyên cô một câu: tiền không dễ kiếm, chuyện đầu cơ trục lợi thế này càng không dễ làm. Còn nữa, mau phẫu thuật thẩm mỹ lại đi. Đại ca, không phải, cô ấy không phải. Gì cơ? Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Phẫu thuật thẩm mỹ à? Lẽ nào cái tên này đang nghĩ cách giấu đầu hở đuôi khen tớ đẹp ư? Có văn hóa nó khác hẳn. Chứ gì nữa, vừa không bắt cậu đền tiền, vừa không bắt cậu về thời chiến quốc chiến đấu. Đau quá, tớ thổi cho cậu. Thổi. Sếp cố, đến phòng điêu khắc. Tranh tiên nữ bay lên trời, tiểu nữ họ Bạch, tên Nhược Khê. Tra tài liệu về cô gái này. Được. Đến chỗ bác sĩ Lâm. Ý anh là cô gái giống hệt trong mơ của anh và bức tượng gia truyền của nhà họ Cố xuất hiện rồi ư? Phải. Hơn nữa rất kỳ lạ, mỗi khi thấy cô ấy gặp nguy hiểm, cơ thể tôi như không chịu sự kiểm soát. Khi tôi tỉnh táo lại thì đã chắn trước mặt cô ấy rồi. Hơn nữa dường như chỉ cần gặp cô ấy, ngực tôi sẽ có cảm giác khác lạ. Ý anh là cảm giác định mệnh, không chịu sự kiểm soát của anh ư? Không thể là cảm giác định mệnh. Tại sao không thể? Bởi vì chắc chắn cô ấy là người do ông quý sắp xếp. Thưa ông, người ông cử đi chưa thể xuất hiện. Cái gì? Không dùng đến ư? Ông mà ông khoan sốt ruột, không phải chuyện xấu. Là người ông sắp đặt vẫn chưa kịp xuất hiện, đã bị một cô gái giành đất diễn rồi. Cô gái ư? Nào, ngồi xuống. Nói kỹ cho ông nghe. Cháu nói cho ông nghe, hôm nay lịch trình của Ngạn Thành kín mít, rất bận. Hơn nữa đều vì một cô gái. Một cô gái ư? Cô gái nào? Nào, cho ông xem nào.
Tiên nữ? Đánh giá cao thế. Ông đã đặt tên cho chắc của ông. Hộ nó luôn rồi. Ông phải tạo cơ hội giúp chắc của ông chào đời. Thiệu Kiệt, cô gái này làm nghề gì vậy? Hình như là tài xế lái xe thay. Lái thay ư? Thế này, cháu gọi Bạch Bân bên cạnh Ngạn Thành về đây. Dân. Tiên nữ lái thay. Cửa hàng qua chúng ta sắp thu không đủ chi rồi. Đóng cửa đúng là chuyện ngay trước mắt rồi. Không phải vừa kiếm được một khoản tiền lớn sao? Vừa đến còn chưa kịp cầm ấm tay đã đưa hết cho chủ nhà rồi. Nhưng tớ cũng cố hết sức kiếm tiền rồi. Có lẽ tôi có thể nghĩ cách giúp các cô. Anh là... Chào cô Tuân. Tôi là Bạch Bân, trợ lý chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn chúng tôi cần rất nhiều cây xanh. Tôi có thể cố gắng thúc đẩy việc hợp tác giữa cửa hàng Hoa các cô và tập đoàn chúng tôi. Chào anh, chào anh, chào anh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi biết nghe anh là người tốt mà. Tôi nghe điện thoại. Được. Có hy vọng. Về ngay bây giờ. Nhưng tí nữa tôi phải đến công ty đón sức cố về nhà. Tìm người lấy thai ư? Biết rồi. Anh Bạch, anh cần người lái thai à? Tôi đây. Nhưng mà anh đã giúp chúng tôi đạt được mối hợp tác lớn như vậy, cũng để chúng tôi giúp anh đi. Nếu không chúng tôi cũng sẽ thấy mắc nợ. Tập đoàn Cố Thị, đây chính là Rolls Royce nước nhà ư? Bao giờ mình mới mua nổi chiếc xe thế này đây? Anh... Sao lại là anh? Sao lại là cô? Tôi là người lấy thay anh Bạch mời cho anh. Tay anh... Cô đúng là không tiếc mọi giá để tiếp cận tôi. Thưa anh, bây giờ đã qua thời kỳ biến động từ lâu rồi. Anh không phải tội phạm bỏ trốn. Tôi cũng không phải chiến sĩ tương lai. Tôi không cần không tiếc mọi giá tiếp cận anh. Cả lần trước, anh bảo tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tạo cuộc gặp gỡ tình cờ gì đó. Tôi thấy anh có thể nghĩ đến chuyện này hoàn toàn là do anh quá rảnh rỗi. Chuyện nhỏ còn không truyền được anh ư? Của trời. Cô không sao chứ? Cô có ý gì? Sao lại đẩy tôi? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Phản ứng theo bản năng. Thì sếp à, chủ yếu là nhà anh ở nơi vắng vẻ quá. Một cô gái như tôi làm vậy cũng có thể thông cảm được, đúng không? Chìa khóa xe của anh. Xe điện của tôi còn đang ở cấp xe của anh. Cố Ngạn Thành, Cố Ngạn
Thành, xe điện của tôi vẫn đang trong xe của anh. Cố Ngạn Thành, Cố Ngạn Thành. Chào cô. Chào chú. Chào chú, chào chú. Tôi là quản gia ở đây. Tôi họ Đỗ. Cô cứ gọi tôi là lão Đỗ được rồi. Chào chú Đỗ. Xin lỗi chú vì chuyện vừa nãy, tí nữa đã làm chú bị thương. Chuyện này không quan trọng. Nghe nói xe điện của cô bị khóa trong xe của sếp Cố. Chìa khóa xe của sếp Cố lại bị cô ấy mang vào nhà rồi. Đúng, có thể nhờ chú lấy giúp cháu không? Cô có thể tự vào lấy chìa khóa của sếp Cố. Như vậy thì cô có thể lấy xe điện của cô ra rồi. Cảm ơn chú Đỗ. Chú đúng là người tốt. Vậy đi kiểu gì? Sếp Cố ở phòng trong cùng bên trái trên tầng 2. Cô mau đi tìm sếp Cố đi. Cháu đi tìm xe điện của cháu, không phải tìm sếp Cố nhà chú. Thật ra cũng như nhau thôi. Vậy cháu đi trước đây. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Chủ tịch, mọi chuyện đều thuận lợi. Đêm hôm xông vào nhà dân, cô giỏi lắm. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Đưa cho tôi. Đưa đây. Đưa cho tôi. Đưa đây. Ông chủ này, tôi thực sự không có ý xông vào nhà dân lúc nửa đêm đâu. Là vì xe điện của tôi vẫn đang ở trong xe của anh. Hơn nữa vừa nãy tôi thực sự không có ý dùng vũ lực đâu. Anh nể tình mụn thế này rồi mà tôi còn phải vất vả lấy thai kiếm tiền. Anh đưa chìa khóa xe cho tôi đi được không? Tôi lấy xe điện rồi sẽ đi ngay. Được không? Được. Cảm ơn. Ngày mai. Tại sao? Bây giờ đã đến giờ tôi phải nghỉ ngơi rồi. Không được lệch giây phút nào. Anh cầm tin con gà hay sao mà phải cái đúng giờ? Dỗ đúng giờ. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Muốn à? Tự lấy đi. Không phải anh ta chỉ bị thương một tay thôi sao? Sao mới tí không gặp mà tay này cũng rối loạn, ám ảnh, cưỡng chế. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? May mà mình buộc xong rồi. Thông tin cá nhân của Tuân Vũ Huyên. Sếp Cố đã gửi tài liệu anh cần vào hộp thư của anh. Vũ Huyên, đến rồi. Cái gì đến rồi? Xin chào. Xin chào. Tuân Vũ Huyên. Ông là một ông cụ đến nhờ cháu giúp đỡ. Sếp Ngụy, nhã tụ mà Cố Ngạn Thành tặng cho Thành Cổ Bằng Long đúng là tác phẩm đạt giải điêu khắc vàng 5 năm trước. Như anh nói, mấy năm nay anh ta cũng không tham gia bất cứ cuộc thi hay triển lãm nào, cũng không có tác phẩm mới ra đời. Có phải trong chuyện này có vấn đề gì không? Giải thưởng cuối cùng, tác phẩm cuối cùng. Vậy tấm ảnh này để đây đi.
Tập đoàn Cố Thị. Chào sếp Cố. Bình lòng bình chí quá. Đương nhiên rồi, bố tôi nói Ngô Công về núi chỉ thiếu người lao động mạnh mẽ, không chịu khuất phục như tôi. Huống hồ là tập đoàn Cố Thị đã tạo nên nhiều chiến tích to lớn. Chúng ta làm quen lại nhé. Tôi tên Tuân Vũ Huyên, được ông Cố Diệu Hoa thuê với số tiền lớn để trở thành tài xế riêng của anh. Đương nhiên ta muốn đi theo chàng. Bức tượng này là tiên nữ bay lên trời. Thôi tôi không làm phiền cô đâu. Được. Dù sao ông Cố cũng nói rồi, không lấy xe cũng trả tiền cho mình. Tạm biệt sếp Cố. Cô gái này chưa tiếp cận mình thành công mà sao lại vui thế nhỉ? Lạ quá. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Cô yên tâm, con cháu nhà họ Cố nhất định sẽ giữ lời hứa.